Chúc Tết cán bộ nhân viên ngân hàng nhà nước Việt Nam vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hôm nay là ngày làm việc đầu xuân mới, mong muốn ngành ngân hàng thực hiện tốt hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn những nhiệm vụ công tác, đạt kết quả cao hơn năm 2022. Chúng ta xác định năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, do đó ngành ngân hàng phải chuẩn bị tâm thế, nguồn lực để thích ứng cùng với ghi nhận biểu dương những kết quả mà ngành ngân hàng đã đạt được trong năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ba điểm cần cố gắng, cần khắc phục ngay, đó là phản ứng chính sách có thời điểm còn chậm, công tác phân tích có mặt bất cập, nguồn vốn tín dụng có thời điểm chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, bảo đảm thanh khoản và lưu thông tiền, phải hướng dòng vốn đi đúng hướng đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, cùng với đó phải coi trọng hơn, tích cực hơn trong công tác quản lý nhà nước, chủ động hơn việc xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém thủ tướng yêu cầu bộ tài chính phối hợp chặt chẽ, tích cực với ngân hàng nhà nước trong công tác đánh giá tài sản của các ngân hàng yếu kém, không để xảy ra tiêu cực, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các rủi ro, sai phạm, quán triệt phương châm hành động của chính phủ năm 2023 là đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả. ngành ngân hàng cần chú trọng ra soát mọi cơ chế, chính sách liên quan tiền tệ, tín dụng của ngân hàng, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hài hòa, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách khác bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, tìm điểm cân bằng giữa lãi suất với tỷ giá, giữa tăng trưởng với lạm phát, tình hình quốc tế và trong nước. Người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu ngành ngân hàng cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản cả về phía doanh nghiệp, nhà cung cấp và người mua. Theo thủ tướng, trong nợ xấu, trái phiếu doanh nghiệp, sở hữu chéo, hạn mức tiến dụng đều nằm ở lĩnh vực bất động sản. Hiện nay người lao động chưa thể mua nhà bởi chính sách bất động sản chưa hướng đến người thu nhập thấp, trung bình. Thủ tướng mong ngành ngân hàng cần suy nghĩ để cung cấp cho cả đầu vào, đầu ra, người làm và người mua bất động sản, khắc phục cho lĩnh vực bất động sản đang ách tắc, mở ra cho người mua bất động sản có khả năng mua nhà, từ đó quay vòng vốn, không được để nghẽn mạch dòng vốn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, năm 2023, ngành ngân hàng cần đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tiến dụng gắn với xử lý nợ xấu, nhất là các ngân hàng thương mại yếu kém, thực hiện đồng bộ các địa phương khắc phục tình trạng cạnh tranh không lành mạnh sở hữu chéo sân sau vi phạm quy định tín dụng của ngân hàng cùng với đó là ra soát điều chỉnh chính sách phù hợp tháo gỡ khó khăn về tín dụng nợ xấu trái phiếu doanh nghiệp nhà ở xã hội và cho công nhân bảo đảm tuyệt đối an toàn hệ thống ngân hàng điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý bảo đảm đủ vốn cho nền kinh tế với chi phí lãi vay hợp lý kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân doanh nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào